Ok, xin chào tất cả những người anh em đã đến với channel của mình. Mình là KC đây. Hôm nay mình sẽ làm clip. Ok, hôm nay mình sẽ qua clip review cái khẩu súng trong map AI1. Trời ơi, mới vào ăn. Mới vào ăn nhưng tận chế mà mặt hốn vãi lìn ra đấy. Ở đây là cái khẩu M500RS hay là M500 giả hỏa đấy. Ở khẩu này chỉ có DIE mới có thôi, hoặc là đi vào sườn một thứ. Rồi bây giờ à, thì hôm nay từng một thời gian em cũng phải đau đầu vì không biết cách nào để đi lấy cái từng là anh em mất rất là nhiều thời gian công sức để lấy được cái cây này. Cái quát, bình tĩnh nào. Bắn ngu lắm rồi. Bắn. Trời ơi, sao cứ nhắn tôi không gì cần chiếm hoài vậy? Tôi có ăn ở gì đâu, sao ăn cần chiếm hoài lắm ý? Vãi lộng như cái cơ xe giấy bởi là Forest. Ngậm hành rồi, kỳ năng là ngậm cán hành rồi. Ok, một bé nữa rồi. Thì nói chung khẩu này bắn rất là phê, nhưng mà tại do được đạn khá ít thôi. Đam to rồi, quả chuối viên đạn nó tương đầu vào gạch thôi. Bát là bát đấy nằm ngúp ngu ngục rồi. Viên đạn này hai viên là cùng. To bằng quả chuối tương đầu vào gạch thôi nha. Khẩu lục này đam chắc phải bằng Pihon đấy. Bắn hai viên chắc phải bằng Pihon thôi. Không còn được cơ nào hơn được đâu. Ôi ôi. Chết luôn. Quá là nhỏ. Shit. Ôi giời, bắn ngu rồi có bắn ngu có hột. Ốc chó là có hột. Ốc chó là có hột à. Ơi bình tĩnh nào, tán loại cần chiến ăn nào đâu có rồi. Trong phòng này tán bắn thế sao mà bắn ghê quá. Úi giời, kỳ thế này. Thôi cái này là ăn ngậm hành rồi. Ngậm hành thôi, ngậm cho đánh hành rồi. Ở liên cục 3 phòng 83 mở khẩu 13 nha em. Rồi. Xin ca em một bài nào. Yo. Ôi trời ơi, không đánh được rồi. Tiếc quá. Cái này đam thì to mà đam thì ít thì bán cũng phế. Bại rồi. Bại là bại rồi. Ít đạn thế này bán yếu sinh lý vãi à. What? Hai viên bằng người. 99 HP. Yo. Quả hình như này cầm lục bắn tẩy giống. Quả cứ xây với 75 forex. Cổ lục chính đang giữ cho phạm ở giữa chúng ta bắn. Ta. Rồi ok, bắn xong mà chạy. 36 kế chạy là hướng xa. Ok, một bé nữa, ngon chìm. Rồi, ok men. Vô nè. Anh chơi bắn rồi.
Biết gì mà có đứa chạy qua mà nên ta phải mè chưa, mè chưa. Con chạy vào đây là có lên tà bắn cười lại cơn to mà có xài hay bắn máu lốc mà rồi chui vô chết rồi, gần hết đạn rồi. Yes. Gần được rồi, dài quá. Vãi mau sơ rồi, mau sơ chẳng nhé. Rồi bắn lên top luôn, đùa. Phê. Bấm nhìn lên top một cách hình kỳ vãi. Mình tao biết mất, tao trả lời phải quá mất không được. Tao là phải ưu tiên cái đấm vào người nó mới phê. Dầm rồi, bậy quá, mất là bậy quá. Ui da. Cầu khẩu này mà đua to thì đúng là phê. Cầu khẩu này có tiếng là đam bà to, tinh hòn. Phải đua to thì không có rảnh lắm, không dễ bắn bừa. Mày bé cứ nhầm em bắn thế này chịu hơi đâu mà chịu được. Con gái rồi con trai đâu mà bắn lăm le bắn như đúng rồi chứ. Nó bắn mất tuổi Han Sung của con trai còn gì nữa. Ôi giời ơi. Vãi cứt thằng Ninh kỳ lắc cái tạc 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 khó bắn vãi. Mission success. Ok à, nói chung tổng quan thì cái nào bắn rất là ngon thì ok. Cảm ơn anh em đã coi và nhấn like subscribe cho mình nha. Cảm ơn anh em. Mình là hơi phê rồi.